Bây giờ mọi người đang chuẩn bị ăn cỗ các bạn ạ. Hello, xin chào các bạn. Hôm nay mình đi ăn liên hoan các bạn ạ. Có anh mà tậu xe hơi nên hôm nay mời cả nhà đi ăn liên hoan các bạn ạ. Đây, bây giờ mọi người đang chuẩn bị chờ đợi để ăn liên hoan các bạn ạ. Đây là gia đình nhà mình đấy, cả luôn. Hôm nay món chủ đạo là thịt chó. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
chưa? Không, không có tay để rô một phát nào. Rô cái này, rô cái này. Đây, chú Hải uống đi. Rồi rô. Còn mỗi Hải á. Em Caramel thì quay phim thôi. Thôi nào. Chuyện đi đâu? Biển nhà là cái thứ gì to và cũng rất là đấy. Biển to luôn. Tất cả nhà chụp ảnh lưu niệm các bạn ạ.